Vâng, xin chào các bác ạ. Hôm nay thì em có một chiếc 4 FD25 giới thiệu với các bác ạ. Gật gù xuống sàn lốp kép. Em đang cho anh em triển khai rửa. Chiếc này em vừa về. Rửa qua qua chút là đẹp thôi. Xe rất là đẹp, sơn zin. Rửa qua qua chút cái phần mốc meo dỉ. Phần mốc rửa lên sẽ rất là đẹp. Đây, sơn zin nó còn hồng rực luôn. Rất đẹp. Máy móc zin ok hết. Số sàn gật gù lốp kép Toyota 4 FD25 giá chưa đến 200. Chiếc này nhập Nhật vừa về ạ. Gật gù nguyên bản, lốp kép đặc, 6 lốp đặc luôn, cả lốp sau đặc. 4 FD25 xe rất đẹp, kèm máy móc nguyên bản đẹp. Chiếc này số sàn nhập dù lốp kép, các bạn làm vật liệu xây dựng rất thích ạ. Chưa đến 200 nhá. Các bác có nhu cầu thì alo cho em qua hotline hoặc qua xem trực tiếp luôn. Xe vừa về xong. Xe rất đẹp. Ngoài chiếc này ra thì bãi em vẫn còn rất nhiều xe gật gù. Gật gù lốp kép rất sang. Còn rất nhiều. Các bác qua xem thoải mái. Tham khảo thoải mái. Còn khoảng 100 chiếc nữa. Đủ các chủng loại. Cảm ơn các bạn theo dõi ạ. Các bạn có nhu cầu cập nhật video mới, cập nhật các video về xe mới về bên em thì có thể ấn like và ấn theo dõi kênh ạ. Nó sẽ hiện thông báo khi mà có video mới em up lên. Các bạn sẽ tiện theo dõi hơn. Chiếc nào hợp lý thì có thể nhắn tin hoặc là gọi em thì em sẽ báo giá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ạ.